Lễ gọi về Vĩnh Long chơi mà về Vĩnh Long không biết ăn chay đâu, thì Quốc recommend cho mọi người chỗ này nha. Quán này cũng mới mở gần đây à, được cái view siêu đẹp luôn, không gian phải nói yên tĩnh và bình yên lắm. Đặc biệt chính giữa sẽ có tượng Phật Bà Quan Âm là điểm nhấn. Nói là nhà hàng thôi nhưng mình thấy giá hợp túi tiền lắm, không đến nỗi quá đắt đâu mọi người. Bây giờ mình sẽ review các món hôm nay nhà mình đã ăn nha. Trong lúc đợi món ra mình có gọi một bình trà Thiết Quan Âm, trà sẽ được giữ trên ngọn nến nên lúc nào trà cũng ấm nóng, còn vị thì ngọt thanh, nói chung dễ uống lắm. Lên menu đầu tiên là món gỏi nấm Tịnh Bình, vị gỏi chua chua ngọt ngọt pha lẫn chút sừng sực của nấm, giòn giòn của sườn non, ăn cùng bánh phồng tôm là hết bài. Món bánh hỏi lá lớp này phải nói là đỉnh chất thật sự. Phần nhân bên trong rất thơm luôn, chấm nhẹ cùng miếng nước mắm chua chua ngọt ngọt rất bắt miệng luôn. Cơm chiên cháy khóm này là lần đầu mình ăn luôn á, vị cũng lạ miệng lắm, dạng như cơm chiên Dương Châu vậy đó, nhưng có pha thêm khóm vào nữa, ăn giòn giòn ngọt ngọt ngon lắm. Đây đây, món bát thái này nhất định phải thử nha mọi người. Bát thái xào vừa tới vẫn giữ được độ dai và tơi, vị chua cay mặn ngọt rất cân bằng. Ném vuông nhà Tịnh Bình món này cũng ngon không kém, phần vỏ giòn, phần nhân bên trong full đồ ăn luôn, có nấm mèo, nấm đùi gà, mộc nhĩ, miếng khô các kiểu nhiều lắm. Chắc đây là món đẹp nhất hôm nay đây. Đậu hũ với bạc món này vừa đem ra là còn nóng hổi luôn. Đậu hũ ta nói nó béo ngậy à, do là hấp nên vị sẽ hơi thanh xíu chứ không có đậm đà mấy. Phải khẳng định với mọi người đây là món quay chai bánh hỏi ngon nhất mình từng ăn luôn á. Quay chai giòn giòn béo béo mà không tạo cảm giác dầu mỡ nhiều nha, chấm cùng nước mắm chua ngọt bánh cuốn thật sự. Để chắc bụng hơn thì nhà mình có gọi thêm cái lẩu chua cay, nhìn dĩa rau với dĩa topping là thấy tươi xanh rồi đó. Nước lẩu chua cay như cái tên thôi, nhưng đặc biệt rất thơm mùi lá chanh luôn, vị rất vừa miệng, đồ ăn nhiều và ngon lắm. Và đây là nhà hàng chai Tịnh Bình, địa chỉ nằm ngay số 110A đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long nha mọi người.